Mời. Bố khẩu mày. Mày đảo. Bẻ lơ sẵn rồi. Chạy tao nóng chứ. Ô. Ô mời. Ô hôi lòng cục quang quá. Là cái nhách mà. Ô đưa. Mời. Chú nhỏ quá. Ờ chú à lên. Nước son à. Chứ gì à. Bố khẩu mày. Mày đảo. Bẻ lơ sẵn rồi. Chạy tao nóng chứ. Chạy nó không thông. À hay hả nó tui tui vậy. Ở nếu bố tắc hiến xuống hả. Hiến thông thông nhưng nâng chứ là ngay mà hả. À tao xuống hả thì hẹ. Chào nâng nâng chứ đi. Biết lá. Tập hiện sự hợp xoay mày. Ông tập hiện ngay đông công mày pu quất hả? Đi mà hả? Một trận đi câu cái. Một trận vô. Ô. Ô mày, ô lòng cục quang quá. Là cái nhếch mà. Nó bị ta ấy vậy nè. Vì ạch cho mai xí vậy. Vì ạch mẹ này, sạch chở nè, sạch nè. Ui trông buồn. Phốc rồi. Ba hạt. Nhiều sạch chở nè. Chứ chúng ta mên chở mà. Mên chở. Mên mà nói không? Chữ đi. Để tạm kiếm kiếm. Không xin nhịt chứ. Ui xong, xong, xong. Ừ. 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 Cho nó thông thông nhưng nâng điện rồi. Ở lòng mặt cô. Hai trắng nó mốt cho nó. Cho nó mặt thế này nhé, đánh cho nó băng. Nụ. Rồi. Ô. Cô tắt hiểu với mình một lúc cho nó ấy mai. Ô. Chị ạ, bữa tôi khăn nó hẹt chứ này. Tôi khăn nó với chơi hả? Ta tay. Có hai tay. Ba. Ô được. Ô con không mày. Mày. Nè ô. Ô. Ô ở đây hình nâng số chắc hơn. Nè nè nè. Đâu mà tích khỏi ăn máu anh hiền. Cái bông mà xài ở đây. Ừ, đã hiện nhà tật mình. Thì nhé. Bông một lát thì nhé. Trai như này. Ừ. Ừ, hổng á. Lợn ngoài lợn mà. Lợn như này sơ thông anh lợn mà nhỉ. Ôi, nó cặn quá. Không thông mình. Ơ, thông anh à. Trai của tôi vẫn thành. Nè. À, lợn một lợn. Lực ca đọt. Ca đọt. Ồ. Mà ngực đôi fly ấy chứ. Ồ. Đó này. Wow. Ơ đánh khớp. Ồ cháu này. Mệt. Ồ. Tròn của mẹ này. Chong pi. Ô đi. Nó hiện sửa chậm. Sang bên phi. Ủa ta đừng nói chó ngon thật chứ. Rồi này. Ô.
หนูหนูไปยิงโอ้จับก้อนนี่โอ้โอ้ว้าวเอาจุว่าเลยมาเลยมึงเจ้าโอ้ยหลอกมาตักดูจำทางหนูสวยใจตอนนี้ก็หลังใจใจเลยกูมีปลอกล่างเหรอไม่ล่างตัววิ่งตามเก็บเมียนหายสุดไปโอ้กูได้หกบนไอ้ไอ้จะล่างเออเอาอย่างเดี๋ยวหมดไปตาจู๋บังแน่เนี่ยครับโอ้ยตรงวอดักจองนึงเมียนปูเวียนนี่อะไรสักจ้อหัวจ้อโอ้ผมพอมาหางคุณเจ้โอ้เมนนู่นก็น้องนู่นอันได้ตักนู่นนู่นก็ร้องให้เขาบอกร้องน้องพอมาเฉาะโอ้ยเนาะ